Anh bảo này, từ nay mà em đi đâu em đưa cái Linh đi thì em đưa luôn cả cu Nam đi nhá, cho con nó đỡ tủi. Với cả là em đừng có lớn tiếng, con nó sợ. Cu Nam nó cũng khổ nhiều rồi, em thương con thêm một chút nhá. Anh nói thế là ý gì? Thế không có em thì bao lâu nay ai chăm sóc cho nó? Kìa, ý anh không phải thế. Thôi, em không muốn nghe nữa. Không dạy con thì mang tiếng vô tâm, mà dạy con to tiếng một tí thì lại mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Anh ngủ chưa để em tắt điện? Không có mẹ nào mà được như mẹ đẻ đâu. Không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế, cho nên nó mới như thế này. Chị ăn nói cái kiểu gì vậy? Mẹ kế thì làm sao? Mà con chị chắc gì đã ngoan. Nó đánh con tôi xước sắc hết mặt mày đây này. Con đau không con? Đi vào nhà đi con. Mấy đời bánh gốc có xương, mấy đời gì gãy mà thương con đầu. Bực hết cả mày. Là em, em đã trách nhầm con. Con trai của mẹ không sai, con của mẹ ngoan lắm. Mẹ xin lỗi vì đã không lắng nghe con. Em nói như vậy là sao? Là đám kia bắt nạt và giật đồ của cái Linh. Anh Nam vì bảo vệ em nên mới phải đánh nhau. Giỏi lắm. Nhiều lần con bảo vệ và chăm sóc em, nhưng mẹ không thấu hiểu. Em Linh còn bé quá nên nhiều khi mẹ quan tâm em nhiều hơn một chút. Con đừng tủi thân nhé. Dạ vâng, con hiểu, con không giận mẹ đâu ạ. Thế là mình sống với nhau cũng được 7 năm rồi đấy. Anh nhớ là em đến với anh lúc cô Tường 6 tháng tuổi. Mẹ đó vì sinh khó mà chết. Lúc đấy anh một mình gà trống nuôi hai đứa con, vất vả ra phết. Em gặp anh đúng vào thời điểm mà em đang suy sụp nhất. Em cứ nghĩ là tất cả đàn ông trên đời này đều xấu xa. Cho đến khi gặp anh. Anh này. Hay là nhân kỷ niệm 7 năm chúng mình đi đăng ký kết hôn đi. Chẳng phải hai chúng ta đang sống như vợ chồng à? Chỉ sống với nhau mà không có tờ giấy đăng ký kết hôn ấy, thì làm sao mà có cảm giác gia đình? Chỉ sống với nhau như thế này mà không được pháp luật công nhận ấy, chẳng khác nào là góc gạo thổi cơm chung. Mà em ấy, em không đáng bị như thế. Anh mới là cái người tâm cơ hiểm độc mà tôi không ngờ tới. Ờ, kìa em. Đây là cái gì? Hợp đồng cam kết không tục quyền cho đến khi hai đứa trẻ đủ tuổi để hưởng tài sản thừa kế từ ông bà ngoại. Mai, nghe giải thích đã. Anh muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng tôi đã chấp nhận không sinh con vì tôi luôn coi bố con anh như gia đình của mình. Thì còn anh coi tôi là cái gì mới được chứ?